chào tất cả các bạn, mình là chú Hề BB và chào mừng các bạn chúng ta lại gặp gỡ chú Hề BB ở trong một kênh YouTube chuyên về chia sẻ với bạn chúng ta những mẫu bong bóng tạo hình dễ thương mà chúng ta có thể làm tại chỗ mà không cần phải đầu tư công phu quá nhiều. Và các bạn ơi, hiện tại thì chúng ta đã bước vào những ngày đầu tháng 8 âm lịch, có nghĩa là Trung Thu cũng đã đến gần rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ thì các bạn chúng ta một mẫu bong bóng dễ thương để trong mùa Trung Thu, đó chính là một cái lồng đèn xinh xắn. Và để làm mẫu này thì chúng ta sẽ cần khá là nhiều bóng các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần một cái 260 là dùng để làm cái tay cầm của bong bóng. Chúng ta sẽ cần tới 4 cái bong bóng 160 để làm cái gì thì mình cũng không có thể giải thích rõ được, nhưng mà một hồi nữa chắc tập đến nơi thì mình sẽ đi thấy các bạn chúng ta rõ hơn. Rồi một cái bóng tròn bình thường cái loại này dễ tìm ha, và hai cái bụng bóng. Rồi vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu làm cho riêng mình một cái lồng đèn đi nào các bạn ơi. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc làm một cái khung ở giữa của lồng đèn trước. Chúng ta sẽ dùng một cái bong bóng bình thường. Nếu chúng ta có bóng hai đầu thì bóng tròn, nhưng mà hai đầu thì quá tốt, nhưng mà nếu có một đầu thôi chúng ta cũng phải tận dụng đúng không ạ. Và chúng sử dụng hai cái miếng vỡ của bong bóng làm gì ha. Trước tiên ta sẽ cột một cái mảnh vỡ lại. Các bạn cột có để chi để mà nó tạo thành một cái cục gì nè, một cục vàng. Để một hồi nữa mình sẽ cột nó dễ hơn, mình sẽ nhét cái cục này vào phía trong. Rồi sẽ thổi lên. Cái công đoạn này thì phải nói rồi ai cũng làm được, không cần quá to nha các bạn, lồng đèn mà nên như vậy là được rồi nè. Còn vậy nha. Rồi các bạn ơi, khi mà nãy chúng ta bỏ cái cục của chúng ta cột vào trong á, thì chúng ta sẽ lắc cho nó rơi vô cái giữa cái tâm của bóng nè, cái giữa đầu này ha, cho nó cân đối hai đầu nè. Con sẽ nắm ở giữa. Rồi sẵn một dòng, và chúng ta sẽ dùng cái vảnh còn lại để mà cột chúng mới nối đây. Như mình nói hồi nãy á, thì nếu mà chúng ta có bong bóng mà hai đầu á, thì mọi sự sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nếu mà không có thì chúng ta vẫn phải tận dụng một đầu mình đã có thôi. Rồi các bạn thấy được không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ bắt nhẹ nhẹ để cho nó tròn đều, nó đẹp hơn. Chứ nghe cái hình cái ống đèn thì không đẹp lắm. Đó, cho thằng đèn cái. Và bây giờ bắt đầu làm tiếp nha. Các bạn ơi, chúng ta có một bộ rong xinh xắn. Không, chúng ta sẽ làm hai cái miếng ở phía trên đầu và phía dưới của cái lồng đèn. Ở những cái miếng hoa văn á thì chúng ta sẽ làm như bông hoa đó, nhưng mà nếu làm bông hoa thì cái nó sẽ tương đối rộng, cho nên mình sẽ làm cánh nhỏ hơn lại. Các bạn chúng ta chỉ cần nè, đầu cái ha. Đây mình là vừa, đây là vừa ha. Rồi chúng ta sẽ lấy ở này là mẫu, và chúng ta sẽ tiếp tục đo tiếp những cái cánh khác cũng như vậy. Đó, các bạn đâu làm đâu này chúng ta bóp đó để chi để một hồi chúng ta sẽ nó dễ hơn. Rồi, các bạn thấy không, mình sẽ lấy cái đầu tiên làm cái kích thước chuẩn, rồi tiếp theo như vậy đó. Chúng ta làm 5-6 cánh cũng được, mấy cánh cũng được. Rồi đủ luôn, hay quá. Rồi chúng ta sẽ cột cái đầu lại với nhau. Rồi chúng ta sẽ cuốn lại. Các bạn chúng ta xoắn thì nó đã có cái dấu rồi, cho nên chúng ta sẽ tiếp nó bung ra để chúng ta xoắn lại cũng dễ hơn. Rồi cũng là một bông hoa 6 cánh nhưng mà nó sẽ nhỏ một tí, khi mà bình thường chúng ta làm thì nó sẽ bự hơn.
mà bự hơn thì nó sẽ lại không có hợp lắm với cái lồng đèn này, cho nên mình sẽ làm nhỏ một tí. Rồi các bạn, chúng ta sẽ cột một cái đầu nha. Được không ạ? Rất là dễ không ạ? Và các bạn ơi, chúng ta cũng sẽ làm tiếp tục như vậy với cái bao bóng này. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cột lại ở phần bên đây. Các bạn mừng tượng lồng đèn của mình chưa? Bạn đã xoay dễ thương chưa? Rồi, bây giờ tới phiên hai cái phần này. Các bạn thấy không, chúng ta cái này chúng ta sẽ bơm một tí thôi, vì chúng ta sẽ làm hai cái này sẽ thành hai cái tòn ten của cái lồng đèn á. Chúng ta sẽ xoay một vòng, chia đôi ha, xoay một vòng và đẩy hơi chia đều cho hai đầu. Thấy không, nó toàn ten nè, mình sẽ gắn vô. Các bạn gắn vô đầu nào cũng được nha. Đó. Thực ra các bạn chúng ta không cần nó cân đối đâu, tại vì nó phải lật tí thì nó mới toàn ten được. Chứ còn nếu mà nó cân đối quá thì giống như là lồng đèn mình nhựa rồi. Rồi, thêm một cái nữa đi, cho nó màu sắc hơn. Tốt bắt thì các bạn chúng ta bắt cẩn thận nè. Mình bắt phải dứt khoát nhưng mà cũng phải cẩn thận, chứ bắt không dứt khoát thì sẽ không có lên đều, nhưng mà bắt mà không có chính xác đó, nó sẽ để mình cứ bật rồi sẽ làm hư luôn đó. Mà thấy không, toàn ten toàn ten. Rồi bây giờ tới phiên tay cầm thôi. Tay cầm thì rất đơn giản, các bạn chúng ta chỉ cần cột cái phần này vô cái đầu là xong rồi. Nếu muốn cho nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ làm cái nút ở đây, cần câu đó. Đó, cho nó đi nó khác một tí. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái lồng đèn dễ thương xinh xắn để chuẩn bị đón mừng Trung Thu rồi. Và nếu các bạn chúng ta có thêm thời gian nữa thì mình có thể vẽ thêm những cái họa tiết mình thích ở đây, hoặc là có thể là ghi tên bé tùy ý của mình được. Và các bạn thấy lồng đèn có dễ thương không nào? Nếu mà dễ thương thì đừng có quên tặng cho mình một like hoặc là ít nhất là một cái subscribe để mà tiếp tục theo dõi những video khác của mình nha. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Các bạn ơi, mình là chú hề BB và mình vừa thì các bạn cho ta một mẫu bong bóng rất là xinh xắn, rất là dễ thương, nhưng mà cũng không có quá khó không nào. Một chiếc lồng đèn để cùng nhau chúng ta đi ăn mừng Tết Trung Thu. Lồng đèn thì bây giờ rất dễ mua rồi, nhưng mà với chú hề thì không cần cầm lồng đèn đâu, chúng ta chỉ cần khoảng mấy phút thôi là đã có một cái lồng đèn xinh xắn như thế này để bắt đầu chương trình tiệc cùng với các bạn rồi. Và các bạn thân mến, nếu các bạn chúng ta thích video này hoặc là các bạn chúng ta muốn chia sẻ thêm những mẫu bóng khác nữa, chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh của chú Hội Bi và để cùng nhau chia sẻ thêm những mẫu bóng bóng không có quá khó nhưng luôn xinh xắn, luôn dễ thương, để giúp cho các bạn nhỏ chúng ta thêm một món quà nhỏ nhỏ nữa, thêm một nụ cười thật tuyệt vời cho cuộc sống. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị để đi rước đèn Trung Thu rồi. Hẹn gặp lại các bạn chúng ta trong những video khác. Xin chào tạm biệt. Chúc mừng Trung Thu và hẹn gặp lại.